Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn máy câu nha các bạn à, Số 1 đó là một con máy câu máy ngang của hãng ABU Revo ALC BF7 Đây là máy câu có vòng tua 7.1, trọng lượng là 139g, 8 bạc đạn Và tải sẽ là 7kg, giá tiền về đến Việt Nam sẽ là 2 triệu 700 nghìn đồng Máy còn rất là đẹp nha các bạn Và cái dòng ABU này cái tải của nó khá là ấn tượng luôn các bạn Một con máy vậy thôi nhưng mà tải tới 7kg rất là đặc biệt các bạn inbox và zalo cho mình nha số 2 là một cây cần Baymatic matic bmtc 73 h cây cần này ở trong nội địa nhật bản nha các bạn và nó sử dụng cho máy ngang có chiều dài là 2,2 m và thu gọn là một mét rưỡi thôi hai khúc các bạn à, cái phần ngọn của nó là 2,3 mm nha trọng lượng là 153 g và tải mùi lua tối đa sẽ là 75 gram cây cần này thì những bạn đánh cá lóc và cần cái độ cứng hắc á, thì các bạn có thể inbox cây cần này cho mình cần còn rất là đẹp luôn các bạn khoen bát Fuji nha và các bạn lưu ý là phần cuối video thì mình sẽ có giới thiệu về quần áo chống chống nắng nè mũ trùm và thực phẩm chức năng dành cho nam các bạn cố gắng theo dõi cho đến cuối video để chọn ra cho mình những cái món hàng chất lượng nhất nha các bạn cái cây cần này, cái màu xanh của nó đặc biệt lắm các bạn, cái màu xanh này gọi là màu xanh ngọc lục bảo á, rất là đẹp. và tình trạng của cây cần thì còn mới nha các bạn, ờ, không phải là mới nhưng mà tầm 98% á, hầu như không có bất kỳ cái vết trầy xước nào các bạn. cái phần ngọn của nó nó khá là to luôn, dành cho những bạn thích bạo lực. số 3 là một cây cần Yamaga Echli 93M, cần này có chiều dài là 2,8m và thu gọn sẽ là một mét rưỡi nha các bạn hai khúc trọng lượng của cây cần này khoảng 149 g và tải mùi lua tối đa sẽ là 35 g thôi các bạn cái phần ngọn của nó thì khoảng 2 mm thôi tại vì cái độ cứng của nó là trung bình m các bạn cần này sử dụng cho máy đứng nha và nó sản xuất tại nhật các bạn cái 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 dòng cần của yamaga này thì khá nổi tiếng rồi rất là nổi tiếng ở nhật luôn các bạn Uh, vừa rồi thì cũng có bạn hỏi mình cái uh, cái size thì 93 cái size 93 thì bây giờ là có size 93 rồi đó uh, bạn nào đang theo dõi lại video này thì bóc lại cho mình nha giá tiền về đến Việt Nam sẽ là 4 triệu đồng nha các bạn 4 triệu rất là rẻ cho một cây cần uh, sản xuất tại Nhật và của một cái hãng nổi tiếng Yamaga này các bạn các bạn uh, các bạn order thì các bạn có thể chụp lại màn hình nè, xong đó rồi inbox vào Zalo cho mình. Số điện thoại Zalo thì mình sẽ ghim vào trong video các bạn. Các bạn lấy số điện thoại trong video giúp mình luôn nha. Số 4, số 4 là máy order, máy mới nha các bạn. Từ Win Power được hãng Shimano giới thiệu vào năm 2024 là hàng này hàng mới nha các bạn. Có vòng tua là 6.2, trọng lượng là 265 g, 10 bạc đạn và tải sẽ là 11 kg à, những cái dòng máy mình sẽ order về Việt Nam sẽ là 5.000 XG và 4.000 XG size 5.000 XG thì có giá về đến Việt Nam sẽ là 8 triệu 200 nghìn đồng máy mới và size 4.000 XG thì có giá về đến Việt Nam sẽ là 7 triệu 800 nghìn đồng máy mới luôn nha các bạn các bạn lưu ý giúp mình ha và cái dòng máy uh, tờ Win 2024 của hãng Shimano mình rất là ấn tượng về cái thiết kế ngoại hình của nó các bạn khá là đẹp phải nói là phải dùng từ là đẹp đối với máy đứng đối với máy đứng thì mình đánh giá rất là cao của thiết kế của hãng Shimano nha các bạn còn riêng máy ngang á, thì hãng Daiwa Daiwa có lẽ là đẹp nhất số 5 là một con máy Luviat 3012H đây là máy câu được Daiwa giới thiệu vào năm 2015 máy có vòng tua 5.6 trọng lượng là 250g chín bạc đạn và tải tối đa sẽ là 7kg máy này có giá tiền và đến Việt Nam là 3 triệu 200 nghìn đồng rất là rẻ luôn các bạn ở trong cái spoon này spoon là không hề bị trầy nha nhưng mà đây cái cái vành này các bạn này nó hơi bị nước biển nó chấm xanh xanh nhưng mà không sao cái này về chỉ cần mình lấy cồn nữa các bạn lấy cồn xịt xong rồi lấy khăn bông lao cái là nó sạch nha các bạn cái ăn ăn mòn đó rất là nhẹ luôn không có bất cứ vấn đề gì luôn các bạn cái dòng máy này bền chơi được nước mặn chống được nước mặn nha các bạn có mặt siêu á và cái tình trạng con máy này cũng khá là tốt luôn các bạn Hầu như không có bất cứ vấn đề gì luôn nha Rồi tiếp tục Số 6 là một con Luviat 2506H Đây cũng là một con máy được đai qua giới thiệu vào năm 2015 Máy có vòng tua 5.6 Trọng lượng là 200g chín bạc đạn Và tải tối đa sẽ là 3kg Và máy này cũng có giá tiền về đến Việt Nam là 3 triệu 200 nghìn đồng Máy cũng còn khá là đẹp luôn nha các bạn các bạn uh, chú ý nha và spoon spoon thì uh, tất nhiên rồi không có bất cứ vấn đề gì luôn các bạn đối với máy đứng thì mình sẽ chú ý nhiều vào spoon và công lăn đó là hai cái vị trí uh, cần phải uh, đặc biệt quan trọng nhất của máy đứng các bạn các bạn lưu ý nha theo dõi cho đến hết video nha các bạn video còn rất là dài luôn phía cuối video sẽ là áo quần chống tiêu v nè thực phẩm chức năng và một số cái loại thuốc trị mục cốc các bạn và số 7 là một con máy Luviat 2004H. Đây là máy câu được Daiwa giới thiệu vào năm 2012. Máy có vòng tua 5.6, trọng lượng là 190g, 7 bạc đạn và tải tối đa sẽ là 2kg. 2kg nha các bạn, 2kg tải. Giá tiền về đến Việt Nam sẽ là 2 triệu 600 nghìn đồng. Rồi, bây giờ các bạn cùng đi vào phần cuối video với mình nha. Xin chào các bạn, phần cuối video thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái món đồ mà kênh Kento sẽ order về Việt Nam Ví dụ như là áo quần chống tiêu nè, áo thun chống tiêu nhưng mà mặc dành cho dân chơi thể thao nha các bạn Và áo khoác chống nắng Và bên cạnh đó thì sẽ có mũ trùm, ống tay và thực phẩm chức năng dành cho Nam Các bạn cùng theo dõi nha Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó là cái quần chống tiêu được sản xuất tại Myanmar và bán tại thị trường nhật bản thì cái quần này hiện tại là nó có hai nhà sản xuất đó là Myanmar và campuchia nha các bạn tại vì trong thời gian vừa qua thì bên Myanmar người ta gặp những cái rắc rối về chính trị bất ổn về chính trị cho nên là cái lượng hàng nó sản xuất không được ổn định các bạn cho nên là họ sẽ mở thêm một cái nhà máy ở campuchia nữa các bạn cho nên là sẽ không có gì bất ngờ nếu như các bạn sẽ nhận được một cái quần nó ghi là sản xuất tại campuchia các bạn chú ý nha Và cái quần này sẽ có giá là 500 nghìn Về đến Việt Nam nó sẽ có 4 màu Đó là màu rêu, à, xin lỗi các bạn, màu biển nha Màu biển, màu ghi, màu rêu và cuối cùng là màu đen à, Giá của nó sẽ rất là rẻ 500 nghìn so với lại những cái công dụng mà nó mang lại nha các bạn Tại vì cái loại vải này, đây là vải cao cấp các bạn Các bạn cùng xem cái loại vải nha Đó. Vải này là co giãn cao cấp và cái phần lưng của nó các bạn này lưng cũng co giãn nha rồi bên này người ta sẽ thiết kế cả cái móc chìa khóa đây nữa các bạn này những bạn đi xe hơi hay móc cái chìa khóa ở chỗ cái thắt lưng này này thì người ta sẽ thiết kế cái này cho các bạn móc chìa khóa luôn và đây là cái tem chứng nhận là chống được tiêu về 90 phần trở lên nha các bạn à, ở bên Nhật đó, thì không phải bất cứ cái loại quần áo nào cũng được phép gắn những cái tem này lên chỉ có những cái loại vải mà đã vượt qua được kiểm định rồi thì mới được phép gắn những cái tem này lên nha các bạn sản xuất tại Myanmar này bán tại thị trường Nhật Bản các bạn cái quần này nó sẽ có một cái đặc điểm rất là đặc biệt nữa các bạn này đây các bạn cùng chú ý cái đáy quần nha cái đáy quần này nó được thiết kế để chống rách dành cho dân thể thao tại vì nếu như mà bình thường á thì nó sẽ khi mà các bạn chạy nhảy này hoặc là đứng lên ngồi xuống nhiều thì nó sẽ dễ bị toạt cái phần đáy này ra cho nên là người ta sẽ thiết kế lại đặc biệt là như vậy các bạn này để chống rách nha và các bạn theo chú ý cái đường chỉ nha. những bạn nào mà làm may ngành may hoặc là có kiến thức về may mặt thì các bạn sẽ thấy được những cái đường chỉ rất là cao cấp luôn và mình sẽ quay bên trong cái phần bên trong cho các bạn cùng xem đây các bạn nó thiết kế như những cái đỉnh như vậy các bạn này cái vải này nó dày đỉnh như vậy nè để khi mà mặc vào thì nó sẽ thoát mồ hôi và tạo cảm giác dễ chịu nha các bạn không gây nóng bức rồi một cái quần như vậy sẽ có giá là 500 nghìn về đến Việt Nam và các bạn lưu ý giúp mình là đối với cái loại vải này, này các bạn không được là ủi nha các bạn khi mà giặt xong là các bạn vũ thẳng rồi phơi lên thì tự động nó sẽ thẳng ra nha các bạn bạn nào mà là ủi thì nó sẽ hỏng luôn cái quần của mình đấy các bạn chú ý giúp mình ha Sản phẩm số 2 mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là cái áo khoác chống nắng dành cho nam nữ đều được nha các bạn, nam nữ các bạn đều mặc được. À, áo này nó sẽ có hai màu đó là màu xanh và màu xám à, hoặc là nó gần gần như là màu đen đấy các bạn. Có thể là các bạn sẽ nhận được những cái sản phẩm ví dụ như là xám đen một tí. À, áo này được sản xuất tại Việt Nam và cả Myanmar nữa nha các bạn. Giá tiền của nó sẽ là 680.000 về đến Việt Nam cái áo này nó sẽ có cái mũ trùm lên nữa các bạn này đây nó sẽ có cái mũ trùm lên nữa ha và bên trong của nó này các bạn có cái túi này nữa này chất liệu vải này rất là xịn luôn các bạn này mình rất là thích cái áo này mình đi mỗi lần đi mua đồ câu á đi mua đồ câu hoặc là đi câu cá thì mình sẽ hay mặc cái cái áo này rất là đẹp sản xuất tại Việt Nam này các bạn và đây chống tiêu nha chống tiêu và ở trong này nó có ghi cả là đây cái dòng chữ này các bạn này có nghĩa là nó chống nước trong 30 lần giặt có nghĩa là sau 30 lần giặt thì cái vải này nó không thể chống nước được nữa nhưng mà mình xin nói với các bạn là cái khả năng chống nước của những cái loại áo này á, là rất là kém nha các bạn à, hoặc là ngay cả ở Việt Nam hay bất cứ đâu trên thế giới mà người ta quảng áo quảng cáo một cái loại áo mặc thông thường nhưng mà có khả năng chống nước thì các bạn cũng không nên tin điều đó nha các bạn Tại vì nếu như mà một cái loại áo mà nó chống được nước có nghĩa là nó sẽ ngăn không cho gió nó lọt vào bên trong giống như là cái áo mưa của mình á các bạn mặc vào nó rất là nóng luôn cho nên nó là các bạn cũng không nên chọn những cái áo như vậy Còn cái áo này thì nó chỉ chống nước được ví dụ như là mưa rất là nhỏ mưa rất là nhỏ thì có thể nó rơi lên đây thì nó kiểu như giống như hạt xương ấy các bạn hạt xương thì nó có thể trôi đi nhưng mà mưa lớn thì các bạn vẫn ướt như thường nha các bạn và nó thiết kế thêm cái phía sau lưng nó thiết kế thêm cả cái khe này nữa các bạn này đó để khi mà có gió có gió nó sẽ thổi vào lưng của các bạn tạo nó mát nha các bạn không bị nóng bức rồi một cái như vậy thì sẽ có giá là 680.000 về đến Việt Nam Sản phẩm số 3 mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là cái áo thun. Áo thun này mặc dành cho dân chơi thể thao nha các bạn. Tại vì cái loại vải này nó vừa chống được tiêu vê nè, vừa thoát mồ hôi nhanh và nó mát lắm các bạn. Ngắn tay, áo này áo ngắn tay nha. Đây, các bạn sờ vào rất là thích luôn. Cái vải này các bạn. Cái đường may, nói chung là cái đường may mà để xuất sang Nhật này thì các bạn yên tâm về cái chất lượng của đường may nha các bạn. Áo này nó được sản xuất tại Myanmar và giá bán của nó sẽ có giá là 220 nghìn Về đến Việt Nam các bạn, màu là sẽ có màu đây Màu xanh dương nè Màu rêu Màu trắng Và cuối cùng sẽ là màu tím Cái đặc điểm nhận dạng của cái áo này á là nó có cái đường dạ quang ở trên cầu vai Một bên nhưng mà Hai bên vai nhưng mà chỉ có một bên là có cái đường dạ quang này thôi Và logo trước ngực Logo trước ngực cũng là một cái dạ quang hai bên eo hai bên eo cũng là hai đường dạ quang nha các bạn và cuối cùng sẽ là trên lưng đường một cái đường chỉ chạy dọc ở lưng này nó thiết kế như vậy đó là để dành cho những bạn mà thích chạy bộ vào buổi tối các bạn hoặc là những bạn mà đi câu vào buổi tối đó, thì các bạn có những cái phát quang dạ quang này nè thì xe xe máy xe máy người ta chiếu vào người ta sẽ dễ dàng phát hiện các bạn và người ta sẽ điều chỉnh cho nó hợp lý nha các bạn rất là an toàn và cái áo này nó sẽ phù hợp cho những bạn Mà chơi cầu lông, tennis uh, Chạy bộ, ống bàn chẳng hạn Và đặc biệt là những bạn đi câu cá nha Tại vì nó có thêm cái chức năng là chống được tiêu vê Các bạn có thể kết hợp cái áo này Cùng với cái áo lót chống tiêu vê Hoặc là các bạn kết hợp cùng với cái ống tay Chống tiêu vê nha các bạn Rất là đẹp luôn 220 nghìn nha các bạn Rồi tương tự, tương tự như cái áo uh, vừa nãy mình giới thiệu Thì cái áo này nó cũng giống y chang luôn, không khác gì hết Nhưng mà nó khác một cái là nó, nó sẽ là dài tay Đây Thì các bạn, cái tay nó sẽ dài nha nó uh, Đây là vải chống nắng sản xuất tại Myanmar Và giá bán của nó là 280.000 về đến Việt Nam Thì uh, những bạn nào mà không thích mặc cái áo ngắn tay Mặc cái áo ngắn tay thì phải mặc thêm những cái phụ kiện Ví dụ như là ống tay hoặc là áo lót chống tia UV thì các bạn có thể mua cái áo này luôn nó vừa đảm bảo chống nắng cả cái tay luôn cho các bạn nha mà giá bán của nó cũng khá là rẻ luôn 280.000 các bạn tương tự thiết kế của nó thì cũng giống như vậy luôn các bạn này có cái đường chỉ cho dạ quang ở sau lưng trên cầu vai cầu vai cũng có luôn nha và hai bên eo và cuối cùng là logo trước ngực sản xuất tại Myanmar nha các bạn ở đây đây là cái này người ta ghi có nghĩa là chống được tiêu này các bạn đó màu của nó thì sẽ có màu trắng màu tím màu xanh dương và cuối cùng là màu cam rất là đẹp luôn các bạn 280.000 nha các bạn phần tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là cái áo lót chống được TOV. Đây là một cái áo rất là quen thuộc của kênh Kento Fishing TV. Áo này đây là một cái dòng áo cao cấp được sản xuất tại Myanmar và bán tại thị trường Nhật Bản nha các bạn. Và do là áo cao cấp cho nên là nó sẽ được đựng ở trong cái túi như thế này các bạn này. Đựng trong cái túi như thế này nha. Và các bạn lưu ý giúp mình là khi mà các bạn nhận áo về á thì các bạn lấy áo ra bằng cách là tại vì cái túi này là túi nút bấm nha. Nó bấm như thế này này nên là khi mở ra thì các bạn chỉ cần mở cái này ra Lấy cái áo ra mặc thử nếu như không vừa Thì các bạn xếp lại Rồi đổi trả cho mình nha Các bạn lưu ý là không được xé như thế này nha các bạn Các bạn nào mà xé rách cái túi thì thông cảm là mình không thể đổi trả được Các bạn chú ý cho mình ha Một cái áo như vậy thì sẽ có giá là 360.000 về đến Việt Nam Và cái áo này nó sẽ có ba cái chức năng mà các bạn cần chú ý Chức năng thứ nhất mình sẽ đọc từ dưới lên nha Thứ nhất là UV kết 98% trở lên có nghĩa là cái áo này nó có thể là chống được cái tia UV 98% trở lên, gần như là hoàn toàn đấy các bạn. Và các bạn lưu ý là hiện tại ở Việt Nam mình hoặc là khu vực Đông Nam Á thì đang hứng chịu cái đợt nắng nóng dạng như là lịch sử luôn đấy các bạn. Có những nơi là có thể lên đến 45 độ C, rất là nắng luôn. Và chính vì vậy mà cái lượng tia nó sẽ chiếu xuống rất là nhiều. Và các bạn biết rồi đấy, tia là một trong những cái tác nhân chính mà gây ra hiện tượng ung thư da đấy các bạn và những bạn mà thường xuyên đi câu này nhớ nhớ dùng là dân đam mê mà đam mê thì cho dù là trời có nắng như thế nào thì cũng phải đi phải không các bạn hoặc là những bạn là nhân viên thị trường hoặc là những bạn đang làm những cái công trình ở ngoài trời đó thì các bạn nên chuẩn bị cho mình những cái áo như thế này và đặc biệt là những bạn chơi đá bóng này chơi đá bóng bóng truyền gì đấy thì các bạn cũng nên sử dụng cái áo này tại vì nó sẽ bảo vệ cho cái tay của các bạn khi các bạn té sân cỏ nhân tạo á nó không có bị rách tay nha các bạn chức năng thứ hai đó là UPF 50+, chức năng này thì các bạn thường thấy trên những cái tiếp kem chống nắng nha các bạn sẽ có chức năng UPF 50+, có nghĩa là nó sẽ chống sạm da có nghĩa là các bạn hình dung là nếu như vào một ngày trời nắng mà các bạn đi biển để câu hoặc là đi biển để chơi gì đấy, mà các bạn không sử dụng kem chống nắng hoặc là không sử dụng cái áo này, thì cái da của các bạn khi về nó sẽ bị phòng rột lên các bạn và vài hôm sau nó sẽ lột bông cái lớp da ra và cái những cái vị trí đó nó sẽ th hơi thâm đen một tí đó gọi là sạm da đấy các bạn thì khi mà các bạn mặc cái áo này mặc cái áo này thì nó sẽ không còn cái hiện tượng đó nữa nha và chức năng cuối cùng đó là cái vải này là vải cao cấp cho nên là thoát mồ hôi và tạo cảm giác dễ chịu khi mặc áo khi các bạn mặc cái áo này vào đó, thì nó mát lắm các bạn nó mát nó không có bị nóng bức hoặc là bí bách gì đâu các bạn yên tâm nha một cái áo như vậy sẽ có giá là 360.000 về đến Việt Nam Và size của nó thì sẽ có xe M, L, 2L, 3L Hiện tại là mình đang cao là 1m75 Nặng 77kg Mình đang mặc CL nha các bạn Nói chung là CL thì mình tại vì do mình thích mặc body Cho nên mình mặc CL Và những bạn nào mà thích mặc rộng thì các bạn cứ mặc lên size 2L cho nó thoải mái nha các bạn Sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là cái mũ trùm chống tiêu được sản xuất tại Myanmar và bán tại thị trường Nhật Bản. Đối với cái loại này là nó free size nha các bạn, có nghĩa là tất cả mọi người đều mang vừa và nó sẽ có một màu này thôi các bạn, một cái màu đen này thôi, không có màu nào khác nữa các bạn. Một cái như vậy sẽ có giá là 260 000 về đến Việt Nam. Và cái mũ này nó đặc biệt ở chỗ là cái phần che trước mặt này các bạn. Đó cái phần khẩu trang che trước mặt và trên đỉnh đầu trên đỉnh đầu á là nó được thiết kế bằng cái loại vải dạch thưa này các bạn đó bằng cái loại vải này nha tại vì các bạn biết sao không? À, khi mà các bạn trùm kín như vậy này nó rất là khó thở các bạn cho nên là người ta đã thiết kế cái loại vải này để vừa đảm bảo là chống được tiêu v nhưng mà cái loại vải này phải đảm bảo là chống được tiêu v nha các bạn và dễ thở đó là hai cái chức năng chính của nó nói chung là nói về cái độ tỉ mỹ thì chúng ta không thể qua được người nhật được các bạn người ta đã tính toán hết rồi 260.000 nha các bạn tiếp theo tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là cái ống tay chống tiêu được sản xuất tại Myanmar và bán tại thị trường Nhật Bản một cái ống như vậy sẽ có giá là 160.000 về đến Việt Nam các bạn à, cái ống này nó sẽ chống được tiêu và đồng thời là nắp rất là thời thời trang luôn nha các bạn tại vì nó sẽ may thêm những cái đường gân này, này nó sẽ tạo thêm những cái đường gân này để khi các bạn mang vào thì nó sẽ có cảm giác là mạnh mẽ đấy các bạn và đặc biệt là cái loại này nó sẽ lâu bị sờ nha không không lâu có bị sờ sản xuất tại Myanmar này các bạn và loại này cũng vậy tương tự như vậy thì nó cũng có một cái màu này thôi và size của nó gọi là free size á các bạn có nghĩa là tay nào các bạn mang cũng vừa nha 160.000 các bạn Cuối video thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái thực phẩm chức năng mà kênh Kento sẽ order về Việt Nam. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó là cái kem trị hôi chân nha các bạn. Những bạn nào bị hôi chân thì các bạn có thể sử dụng cái loại kem này rất là tốt luôn các bạn và hiệu quả nữa nha, an toàn cho sức khỏe nữa. Đây là cái loại kem được sản xuất tại Nhật Bản và giá bán về đến Việt Nam thì 330 nghìn các bạn. À, kem này cách sử dụng đó là trước khi đi làm. À, sau khi vệ sinh cái chân của các bạn sạch sẽ rồi thì các bạn bôi cái kem này vào à, ở các bạn bôi ở trên trên bàn chân này dưới bàn chân và trong cái ngón kẻ chân nữa nha các bạn à, sau đó thì đi tắt mang dài à, thì cả cái ngày hôm đó nó sẽ không có mùi hôi nha các bạn nha và các bạn lưu ý là khi mà về nhà các bạn không tắm giặt sạch sẽ thì các bạn vệ sinh cái chân của các bạn cho sạch lại nha tại vì cái này nó kiểu như là nó hơi nhớt một tí cho nên là các bạn phải vệ sinh cái chăn sạch sẽ vào buổi tối buổi tối đi ngủ thì các bạn không bôi nha các bạn mỗi ngày các bạn chỉ bôi đúng một lần thôi chứ không có bôi nhiều nha các bạn và một lần thì các bạn lấy ra một cái lượng vừa đủ thôi các bạn đừng có bôi cái kiểu mà nó nhớt luôn cái chân của mình nha cứ bôi bình thường thôi một lượng ví dụ như bằng cái hạt đổ thôi đừng có lấy quá nhiều nha các bạn nó sẽ lãng phí vô ích một tiếp như vậy thì các bạn nếu như mà các bạn dùng thì có thể là trong khoảng nửa năm đến một năm mới hết luôn đấy các bạn và 330.000 về đến Việt Nam Các bạn lưu ý giúp mình ha Rất là hiệu quả luôn Và cái liều sử dụng là Trong khoảng 1 đến 2 tuần đầu tiên đó, Thì các bạn ngày nào cũng dùng hết Ngày nào cũng bôi nha các bạn Và đến tuần thứ ba thì cái mùi hậu chân nó đã giảm rồi các bạn Có thể là hết rồi đó Thì lúc đó thì các bạn chỉ bôi nhắc lại thôi Ví dụ như một tuần các bạn bôi từ 1 đến 2 lần là ok rồi nha Và các bạn lưu ý là Có nhiều bạn hỏi là cái kem này nè Thì nó có trị dứt điểm được hậu chân không Thì mình xin trả lời với các bạn là không nha và trên thế giới này cũng không hề có bất cứ cái loại thuốc hay là loại kem nào mà trị dứt điểm được cái mùi hôi chân nha các bạn. Tại vì cái mùi hôi chân á, là thực ra là không phải là là tự cơ thể mình nó phát ra cái mùi hôi mà đó là cái mồ hôi. Cái mồ hôi này, cái tuyến mồ hôi của mình nó thoát mồ hôi ra. Xong đó rồi kết hợp với lại cái nhiệt độ và cái vi khuẩn ở trong cái đôi giày của mình cho nên là nó tạo ra cái mùi hôi chứ cơ thể mình hoàn toàn không có mùi không có mùi hôi nha các bạn. Và tiếng mùa hôi thì đó là cái sinh học của con người rồi không thể ngăn cản được cái hiện tượng đó nha các bạn và tốt nhất là các bạn nên thay cái lót giày á lót giày các bạn nên thay bằng những cái loại quế hay gì đấy thì nó cũng giảm đi cái mùi hôi nha các bạn các bạn lưu ý giúp mình ha và cái thứ hai mình muốn giới thiệu đến các bạn đây là cái loại này rất cần cho những bạn mà đang bị cái mắc cá chân mắc cá chân thì có thể những bạn nghe qua là các bạn có thể không hiểu nhưng mà những bạn nào đang bị thì các bạn hiểu liền nha đó là khi ở dưới cái ở dưới cái lòng bàn chân dưới lòng bàn chân nha các bạn dưới cái lòng bàn chân nó bị uh, nổi lên một cái cục thịt uh, kiểu như là cái uh, mùn cốc vậy đó nhưng mà ở dưới lòng bàn chân các bạn rất là đau và khó chịu cực kỳ luôn các bạn. các bạn không thể làm được gì hết ví dụ như đá bóng hay chạy nhảy gì mà nó cấn trúng cái đó là đau chịu không nổi các bạn uh, mình đã từng bị rồi cho nên là mình uh, biết về cái đó À, nếu như mà ở Việt Nam ấy, thì thường đó là bác sĩ sẽ chỉ định là tiểu phẫu có nghĩa là cắt cái phần đó đi còn ở ở Việt Nam thì hiện tại vẫn có thuốc nhưng bạn đã có thuốc rồi cho nên là xoa nhỏ lên nó sẽ hết và bên Nhật người ta cũng đã có cái loại thuốc này các bạn nhỏ lên là hết nhưng mà trước khi ấy là trước khi bôi cái thuốc này lên đó, thì các bạn mua cái loại cái kìm mà để cắt móng chân á các bạn về vệ sinh sạch sẽ cái vùng da xung quanh cái mắt cá chân đó nha các bạn có thể là các bạn cắt sâu vào cắt cho nó chảy máu một tí cũng không sao rồi sau đó là nhỏ cái keo này lên thì tầm khoảng từ 1 đến 2 tuần thì cái mắt cá nó sẽ bong ra nha các bạn nó rớt tự động nó rớt ra và như vậy là hết không còn nữa thực ra cái mắt cá chân này nó không phải là một cái bệnh lý các bạn mà đó là do lúc nhỏ lúc nhỏ những bạn ở quê hay đi chân không á thì những cái hạt cát hoặc là cái gai tre nó đâm vào chân nhưng mà không được lấy ra thì lâu ngày lâu ngày cơ thể mình nó sẽ hình thành những cái da những cái tế bào nó sẽ bao quanh cái vật thể lạ đó lại và dần dần nó sẽ lớn lên lớn lên và nó lồi ra ngoài và tạo cảm giác là đau nha các bạn chứ không phải là bệnh lý gì hết á thì các bạn nhỏ cái này lên thì tự động nó sẽ rớt ra và nha các bạn và một tiếp như vậy thì sẽ có giá là 300.000 nghìn về đến Việt Nam tiếp theo cũng là liên quan đến mụn cốc cái loại này là chuyên trị mụn cốc nó kiểu như lỏng như vậy các bạn này lỏng như vậy nha nó có cái tính axit trong này à, một tiếp như vậy thì sẽ có giá là 300 trăm nghìn về đến việt nam các bạn có 6 ml thôi nhưng mà 6 ml này các bạn có thể dùng rất là nhiều người trong này các bạn tại vì mỗi lần bôi lên một cái lớp mỏng đó, không bao giờ mà hết được cái này mình cũng sử dụng rồi nè mình cũng bị luôn mình <laughs> bị cả mắt cá chân và mụn cốc nữa các bạn mà bây giờ hết rồi Uh, không hiểu sao mụn cốc ở Việt Nam nó không có ngứa nha các bạn uh, mình ở mình bị mụn cốc từ từ lúc ở Việt Nam luôn mình đã đốt này đốt nọ nhưng mà nó không hết được mà không bị ngứa nha nhưng mà khi mà sang Nhật chẳng hiểu sao cái chỗ vị trí mụn cốc nó ngứa dễ sợ thật ở dưới chân của mình đấy uh, sau khi ra cửa hàng nhà thuốc thì được tư vấn là sử dụng cái loại này các bạn này và cuối cùng là đã sạch sẽ luôn không còn nữa các bạn rất là may mắn có nghĩa cách sử dụng là khi mà ngay chỗ cái vị trí nguồn cốc không các bạn sẽ bôi bôi cái này lên đây này ở trong này là các bạn mở cái nắp này ra ha mở cái nắp này ra thì nó có sẽ có cái sẵn cái cây này luôn nè các bạn cầm cầm cái nắp này và bôi lên trên cái vị trí nguồn cốc của mình không không có sờ tay vào nha các bạn cứ cầm như vậy bôi lên trên cái vị trí nguồn cốc của mình nha và khi mà bôi lên đó thì nó sẽ đóng lại thành một cái lớp vảy. rồi các bạn đừng có vội gỡ ra nha để tự nó tróc ra ví dụ đi tắm mà các bạn kỳ nó tróc ra thì không sao nhưng mà đừng có lấy tay gỡ ra làm gì các bạn và tới ngày thứ hai thì các bạn cứ bôi đè bôi đè lên không cần phải gỡ ra các bạn rồi đến ngày thứ ba tới ngày thứ ba nha tới ngày thứ ba thì các bạn có thể gỡ cái lớp đó ra và bôi đè lên một lớp nữa cứ như vậy đó cứ ba ngày thì các bạn gỡ ra một lần rồi bôi đè lên bôi đè lên như vậy thì tầm khoảng một tuần đến hai tuần là nó sẽ cái mùn cốc nó sẽ mất đi nha các bạn và lúc mà nó mất đi thì rất là dễ chịu luôn 300.000 về đến Việt Nam nha các bạn và các bạn lưu ý với mình hai cái loại này nè cái loại này và cái loại mắt cá chân nó đều có những cái tính axit trong này cho nên đó là nhà bạn nào có người già trẻ em hoặc là những người mà uh, giống như bị uh, tại vì trong nhà có những người bị lú lẫn á các bạn thì người ta không có thể biết được những cái loại này nó nguy hiểm cho nên là các bạn mà mua cái loại này về thì phải để cái nơi nào đó cho rất là cẩn thận Ví dụ như trong phòng của các bạn có một cái chỗ nào đó thì các bạn để cho cẩn thận hoặc là trên cao mà cho người ta không có với tới được nha các bạn. Tại vì những cái loại này mà rủi mà nó nhỏ vào mắt á rất là nguy hiểm, có thể dẫn đến là hư mắt đấy nha các bạn. Cho nên là tuyệt đối lưu ý trẻ em và người già các bạn nha. Mình đã nhắc rồi đấy. 300.000 nha các bạn. Và tiếp theo đó là thực phẩm chức năng dành cho nam. Đây là thuốc được chiết xuất từ hào từ quần đảo Hiroshima của Nhật Bản các bạn. Hiroshima là nơi trồng nơi nuôi cái con hào rất là nổi tiếng ở Nhật Bản. Hồi trước mình đã sống ở đây một năm rồi. Ngay chỗ cái chỗ người ta nuôi hào luôn các bạn. Rất là tuyệt vời. Và một lọ như vậy thì sẽ có là 120 viên, 120 viên như thế này. 600 000 về đến Việt Nam các bạn. Mỗi ngày thì các bạn uống từ 2 đến 3 viên thôi nha. Và uống cách nhật, nghĩa là một ngày uống một ngày nghỉ thì cái loại thuốc này nó sẽ có tác dụng đối với những trường hợp như thế nào thứ nhất đó là những bạn đang điều trị vô sinh hiếm muộn đang điều trị vô sinh hiếm muộn tinh trùng yếu chẳng hạn thì các bạn nên sử dụng loại thuốc này nó sẽ hỗ trợ chất lượng tinh trùng của các bạn rất là nhiều luôn nha các bạn và thứ hai nữa là những bạn nào mà đã bước qua khỏi thời kỳ thanh xuân có nghĩa là khi mà các bạn hình dung là nếu như mà sáng ngủ dậy và không chầu cờ không chầu cờ đấy thì có nghĩa là mình đã qua khỏi cái giai đoạn sung mãn rồi thì các bạn có thể sử dụng cái loại thuốc này thì nó sẽ kéo lại rất là nhanh luôn các bạn và sáng thì các bạn sẽ cảm nhận được chào uh, cờ buổi sáng nha rất là tốt và thứ ba nữa là những bạn uh, yếu sinh lý thì các bạn cũng nên sử dụng loại thuốc này nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều có nghĩa là nó sẽ không không có tác dụng là kéo dài cái cuộc yêu cho các bạn nhưng mà nó sẽ đảm bảo là hồi phục nhanh có nghĩa là sau khi uh, xuất tinh thì các bạn có thể À, lâm trận lại trong một khoảng thời gian ngắn nào đấy thôi chứ không phải là ngủ tới sáng luôn giống như trước nữa chứ còn vấn đề mà kéo dài cuộc yêu thì nó lại phụ thuộc vào cái khả năng chịu đựng của các bạn như thế nào nha và <laughs> đối với những cái bệnh về sinh lý á, thì ngoài cái vấn đề về thuốc thì các bạn nên chú ý về ăn uống và tập luyện thể dục thể thao thì nó sẽ cải thiện rất là nhiều nha các bạn Chứ uống thuốc không mà không tập thể dục thể thao thì nó cũng không có tác dụng gì nhiều đâu các bạn ạ. À. À, thể dục thì các bạn nên tập những cái bài ví dụ như là hít đất, chạy bộ. Hai cái bài này rất là rẻ luôn các bạn, không cần phải đến phòng gym, cứ tập ở nhà thôi các bạn. Hít đất thì cứ mỗi ngày các bạn hít đủ 200 cái nha, 200 cái tối thiểu. Mà không phải là các bạn hít một lần mà được 200 cái thì không ai làm được chuyện đó nha các bạn. Các bạn hít chia ra, ví dụ như mỗi hiệp các bạn hít từ 20 đến 30 cái thì nhân lên 5 hiệp, 6 hiệp gì đấy, đủ 200 cái là ok. À, những bạn mà bị cao huyết áp này đứng lên ngồi xuống mà nó bị ván đầu á, mà các bạn hít đắt đủ 200 cái thì nó sẽ khỏi ngay lập tức luôn không còn cái hiện tượng đó luôn nha các bạn à, và thứ hai nữa là chạy bộ các bạn chạy bộ cố gắng chạy tối thiểu mỗi ngày là ba cây số rất là tốt cho nam luôn các bạn ạ à. tại vì khi các bạn chạy á, thì cái nhịp tim của các bạn được tăng lên và các bạn hình dung mà nếu như mà khi các bạn xúc tinh đó thì cái có phải là tim tim đập nhanh và mặt nó đỏ lên đúng không và khi mà các bạn chạy bộ thì cũng vậy, thì cơ thể mình nó làm quen dần, quen dần á, thì lúc đó thì các bạn sẽ kéo dài được uh, cuộc yêu nha. và cuối cùng là những bạn mà làm việc văn phòng thì cái lưng của các bạn rất là yếu luôn, lưng yếu thì sinh lý nó yếu là cái chuyện bình thường rồi các bạn. chính vì vậy mà các bạn tập thêm cái bài tập mà khôn lưng thẳng gối, hai tay chạm đất. những bạn nào mà ngồi, ví dụ như các bạn ngồi một tiếng rồi thì các bạn đứng lên tập bài tập đó và cố gắng duy trì cái động tác đó trong vòng một phút thì cái lưng của các bạn nó sẽ cải thiện rất là nhiều luôn các bạn và đồng thời là máu nó sẽ dồn lên não rất là nhiều luôn và cải thiện hiệu suất làm việc cải thiện sinh lý nữa các bạn chú ý những cái bài tập đó nha và chế độ ăn uống thì các bạn nên cải thiện rất là nhiều và kèm theo nếu như bạn nào có điều kiện thì ăn thêm cái loại sinh tố sinh tố chuối sữa tươi và mật ong ba cái loại đó các bạn xay hoặc là trộn với nhau ăn rất là tốt cho nam luôn nha các bạn rồi 600.000 về đến Việt Nam các bạn inbox và Zalo cho mình ha video đến đây thì cũng khá là dài rồi thì mình xin kết thúc tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và ủng hộ kento trong thời gian vừa qua mình rất hy vọng là những bạn đang theo dõi video này mà chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn có thể bấm đăng ký giúp mình ha mình xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo bye bye